Chào các bạn, hôm nay thì bên mình XJR sẽ về lô hàng Dell XPS 7390 nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái dòng bên mình về được. Đây là cấu hình như trên tay sẵn mình cầm là chiếc XPS 7390 Coi 5 10210U, RAM 8GB, SSD 256, màn hình Full HD cảm ứng nhé. Bây giờ mình sẽ bóc máy cho các bạn xem bên trong nhé. Đây là phụ kiện nhé. Mình sẽ cho các bạn xem qua phụ kiện trước là sạc. Có dây nguồn nhé. Thì thường dây nguồn của nó sẽ là 3 chân này. Xi nha các bạn nhé, rất nhỏ gọn. Còn đây là máy nhé. XPS thì thường sẽ là hai hộp các bạn nhé, là một hộp ngoài và có một hộp trong nhỏ như này nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhé, máy được thiết kế toàn bộ vỏ nhôm nguyên khối này, rất chắc chắn nha các bạn nhé. Cái bo viền của nó này các bạn này, được cắt rất là tinh tế, rất mỏng nhẹ, chắc cực kỳ chắc chắn. Đây mình sẽ mở máy cho các bạn xem nhé. Mình có giới thiệu qua các cổng kết nối này, gồm có 3 cổng C, toàn bộ là 7390 thì đã chuyển sang cổng C hết rồi nhé, bỏ hết cổng USB thường, và một cổng tai nghe 3.5. Đây cổng C. Máy mình mở máy cho bạn xem. Đấy, rất chắc chắn, mở bản đề rất chắc chắn các bạn, rất chắc chắn. Gập lên gập xuống. Thiết kế của nó là mặt bàn phím này được là phủ một lớp carbon, rất là thích các bạn nhé. Nút nguồn được trang bị vân tay này, màn hình Full HD cảm ứng nhé. Camera được thiết kế rất giấu kín nhỏ gọn trên đây. Trọng lượng của máy thì rơi vào khoảng 1,2 cân 1,3 cân, rất là cơ động các bạn nhé, rất cơ động. Cấu hình là chip Coi 5 10210U, RAM 8GB, SSD 256, màn hình Full HD Touch. Hiện máy đã có sẵn tại Kickstarter.